Kính thưa quý vị, Chủ nhật 19 tháng 8 2012 tại khu đền Thánh Anna trên cù lao Lamont, một thắng cảnh của tiểu bang Vermont. Hơn 100 đồng hương thuộc Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại tiểu bang Vermont đã tham dự một cuộc hành hương từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều nhân dịp mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời bổn mạng của Cộng đoàn. Đây là một sinh hoạt mỗi năm một lần và dịp lễ bổn mạng Cộng đoàn. Chương trình gồm gặp gỡ các gia đình, vui chơi, thể thao, chung vui thực phẩm cho mỗi gia đình mang đến. Kế tiếp là phần cầu nguyện tại tượng đài Đức Mẹ Lộ Đức trong khuôn viên đền thánh, viếng 14 chặng đàng thánh giá, sau cùng là thánh lễ và chầu thánh thể dưới sự chủ tế của linh mục Nguyễn Văn Hảo, một vị tuyên úy đầy nhiệt tâm đến từ Canada giúp cộng đoàn mỗi tháng một lần suốt 10 năm qua. Vermont là một tiểu bang nhỏ ở miền đông bắc Hoa Kỳ giáp ranh Canada. Số người Việt ở tiểu bang này chỉ vào khoảng hơn 1.000 người. Trong số đó khoảng 250 là Công giáo. Tuy ít oi như vậy, nhưng người Việt Công giáo ở đây từ năm 1995 đã quy tụ thành một cộng đoàn thật sống động và đầy yêu thương, được phản ảnh trên nguyệt san đoàn kết của cộng đoàn, phát hành đều đặn hàng tháng suốt 15 năm qua. Đặc biệt hành hương năm nay, ngoài những ý chỉ thường lệ, mọi người cùng hướng về Việt Nam cầu nguyện thật sốt sắng cho giáo hội và quê hương, cách riêng cho giáo dân Con Cuông, nơi đang gặp nhiều khó khăn bởi sự gây hấn, bách hại và chính sách đàn áp tôn giáo rất thâm độc của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bách hại, tôn giáo, ra đánh đập bắt mớ giáo dân một cách vô cớ. Ở bên Việt Nam á, là giáo phận Vinh đã kêu gọi khắp nơi cầu nguyện cho giáo dân ở Con Cuông. Xin mẹ cho toàn thể dân Việt tiếp đoàn kết để cùng